Nhân dịp kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030 và triển khai chương trình dân vũ thể dục thể thao quần chúng trong hội viên phụ nữ theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, sáng ngày 27 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức liên hoan dân vũ thể thao vũ điệu khỏe đẹp năm 2022. Liên hoan thu hút sự tham gia của 11 đội thi với 224 cán bộ, hội viên đến từ 8 hội liên hiệp phụ nữ các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc. Đây là dịp để hội viên phụ nữ yêu thể thao trong tỉnh giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, qua đó tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, hội viên, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có sức khỏe, tri thức. Đồng thời là dịp tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ lựa chọn một hình thức thể dục thể thao phù hợp để rèn luyện nâng cao sức khỏe, góp phần thu hút phụ nữ tham gia hoạt động tổ chức hội, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Với hai tiết mục bài ca Người nữ chiến sĩ công an và Mashup tuổi thanh xuân được dàn dựng công phu, diễn xuất khỏe khoắn sôi động, đặc biệt đã khắc họa hình ảnh người phụ nữ công an có sức khỏe, tri thức, đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Hội phụ nữ công an tỉnh đã xuất sắc đạt giải nhì tại liên hoan dân vũ thể thao vũ điệu khỏe đẹp năm 2022. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao bằng khen cho 10 tập thể xuất sắc tham dự cuộc thi dân vũ thể thao trực tuyến do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức, trong đó có tập thể Hội Phụ nữ Công an tỉnh.